Biên ông Thư Điếp mời biên ông trong chương trình cầm tay của Đài Truyền hình Việt Nam. Biên ông Thư Điếp vừa nhận trống, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng vui, cán bộ lệch gốc của mỗi công việc. Hết đầy cầm tay của Bác Hồ kính tiếp, dù bài ti đấng tăng tính tuyên quang, mi lai cán bộ đã vui thùng bài viết trách nhiệm, lèo lèn các công việc. Nhờ mệnh mà lai cán bộ dưới đơn xạ, bài bán đã nhận đáy bài tình cảm tiếp đây từ biên ông cần dân. Tờ mệnh hết khấn đáy bài việc đoàn kết và hết khấn đáy bài việc hư cần hết đấng biên ông cần dân. Vừa hờ cùng tính cầm phúi của biên họng và lũ chắc, mẹ lê cầm phúi mà lai cần dân rú xã Búng Thung Kiến Thiết, huyện Yên Sơn, tương phúi thân chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hoàng Tiến Tới. Dù việc hết có lâu, trai vừa hờ cùng chắc đáy, leo vài giờ sáng, thân cáp bài biên họng, chẳng hết đầy đáy công việc có lâu. Kể đó mì lai bài công việc chúng của đơn xã, tâm mì thị gian, tê trai tê mì ná, dân bài bán, thê bê chồng và xa chắc tây thống của cần dân. Vừa chắc đáy lần hơi chập khó, chai đều thường xương và lần cháo bên ông cân dân băng hừa. Cáp chai, kia đo hết việc căng, cùng đeo phải sơ sáng, tính bài cam cuối từ cân dân. Đeo chai, vừa hơi cùng chắc đáy, đeo phải phục vụ bên ông cân dân, thê bên ông cân dân tin, từ bài việc ý nhất mà lầu hết. Đối với xã Kiên Thiết thì trình độ dân trí thì cũng rất là thấp, trình độ rồi là giao thông đi lại khó khăn. Tuy nhiên bên cạnh cáp xã đó Kiên Thiết mưa ăn chắc nhằng mình nói tàng về mà nhằng lại khó vương sang mền lấy khói lập sát và chủ trương của đảng nghị quyết của ban chấp hành tật óc phải đoàn kết của tăng dân đeo khói cùng áo khoác hết lân cháo bên ông cần dân và sờ sáng cáp cần dân quá mền đáy bên ông cần dân nên hưa cần hết với cơ sở và gần gũi với nhân dân thì qua đó thì cũng đã được nhân dân đồng tình ủng hộ. Ốc bị xiên cổ bác bê đi bét, kê đo nhàng ón bì, to trai hoàng tiên tới, đầy lai cần chắc thần, với mi lai bài cách hết chân đầy. Lê nâng cần cán bộ ăn bì, to trai bơ hơ cùng ốc đành hết việc. Đầy lai bì hết bí thư chi bộ và phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc xã. Dù đừng việc hết hơ, trai cùng hết lèo đây vài bếc đây sao. Bị thong xiên, trai đã nhận việc hết tê chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc xã. Chinh lăng thong bì, trai đã phối cường bài viết có lâu qua khối lượng công việc với cầu hết đáy cùng các ban chấp hành đảng bộ xã Kiến Thiết. Hí khẩu bài ti đăng bán tây thống hết kinh của biên đồng quân dân đơn xã đã hư hành chất tưởng tây thống của biên đồng quân dân đẩy tôi mớ và tay thùng hái bằng bưa cón xã Kiến Thiết mì lai lườn nhà ngòi thả khẩu bán băng hưa của nhà nước lấy cân này biên đồng quân dân đã mì ăn chắc hưa cần ta khó tôi mớ mưa cách nghĩ cùng các cách hết mì đan lai bài mô hình của đình tu cúa trúc cốc the tờ mẹn hết khuyến đan lai bà ăn tuần mớ chân đề hươn dù nâng xả khó bằng Kiên Thiết thêm lai bài mô hình bằng hưa lần khó hết kinh đầy với cổ hết biên họng đàn kết đi căn đã teo bền rèn và việc này ta nhờ phần nâng quang cái cá bèn ốc rèn lân cháo của chủ tịch ủy ban mặt trận cơ sở biên họng long thòng trai đáy ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh tuyên quang on lê cán bộ mặt trận tổ quốc chân đầy và đáy biên họng cần dân bầu lê cần mỹ uy tín đơn bài biên họng cho đơn tăng thị bàn thì đối với địa phương thì là một xã đặc biệt khó khăn đông đồng bào dân tộc thiểu số thì cũng rất là khó khăn nên trong quá giả khó trình lại, vận động nhân mình dân. Lại bài biên họng đời cần, đây khó đơn vừa với lân cháo biên họng, tò cáp đeo đồng chí Hoàng Tiến Tới, đã mình lại bài cách trần đây, đơn bài viết đầy dào. Với hầu hết đây bài phong trào đi đùa, hư can hích kiến của biên họng cần dân, đồng chí cũng đã chủ động lân cháo, mùi cần, bay lân cháo biên họng cần dân hích kiến. Đồng chí lên nâng tân bài cần uy tín, đơn bài biên họng đời cần, đáy biên họng cần dân tin thứ tiết nhiệm. Tham gia phát triển kinh tế. Và đồng chí cũng là một trong những người uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và được nhân dân tin tưởng và tín nhiệm. Giúp bán Bình Yên, xã Phú Bình, huyện Chiêm Hóa, biên đồng cân dân, vừa hơ cùng với thân bí thư chi bộ Ban Thị Lan, cáp tình cảm văn ngòi trọng, báo chí lào đây bài viết của cần giảng hùa cấp ủy dư đơn bán, nhìn nhàng lân cháo bài biên đồng cân dân hết kiên, vớt khó mắn. Cần này dư đơn bán, mình lai bài mô hình tiếng vài mò bên này.
Hãy bằng bơ con, bên ông cần dân chỉ quen các bài viết đâm chay cốc khấu, cốc bắp, lấy cân này, lai lườn đã hứa cắn tiếng vài mò, thế tài chân âm mà hứa tân tường. Bạn tôi mới mưa cách nghĩ, việc hết của bên ông cần dân tên này, lấy nhờ mì bí thư chi bộ bán bàn thị làn. Lăng lai bài bê chồng bài mô hình hết kiến rú lai bài ti táng, bí thư chi bộ đã bê lân cháo, bài bên ông cần dân hết theo. Báo chỉ bê khẩu hết con, đầu hết kiến đơn tường. Lân cháo bài biên ông cần dân vừa cần hết bí thư chi bộ cho đơn bán bàn thị làn nhằng từng gì chắc đấy bên chơi của biên ông cần dân nhưng đã hết các bài tổ chức chính trị của đơn bán giải quyết bài ý kiến kiến nghị của cần dân mình lại bài vụ việc mắc căm cho đơn bán đã đáy nhìn hòa ra đáy tơ mện hết đơn thêm bên đoàn kết đơn bán vừa xả hết chương trình hết gần bán mới bí thư chi bộ đã bên lân cháo biên ông cần dân hiến đền tăng cấp chen bằng hứa văn công thế hết tàng bê tông đơn bán hết mắn tàng mương tông nà tay bài với hết mi trách nhiệm và uy tín có lâu lại bị quá bí thư chi bộ bàn thị làn vừa hơi cùng trang dư tê ti của ban đoàn kết đơn bài biên đồng cần dân tờ mệnh biên tin thứ của biên đồng cần dân cáp đảng chính quyền hết luồng khóp bài phong trào thi cần hết vi hết kinh hết gần bàn mới. Bản thân tôi là bí thư chi bộ, cũng là trưởng thôn và người uy tín trong thôn. Thì tôi thường xuyên là quan tâm sát sao đến mặt đeo trận khói Trung lấy bí thư chi bộ trường bán, cần người uy tín đồng bán, khói đường gì lập sát, thân mặt trận Tổ quốc, ban đoàn thể đồng bán. Cũng là bài cần cho đồng bán phát triển bán, bóc khói thường xuyên đoàn kết thống nhất, trang bài viết chân đây cùng hợp cán tân tráng bài biên đồng cần dân, hết đây bài chủ trương chính sách pháp luật có đáng, nhà nước, và lân tráng biên đồng cần dân hết kiến đề án tới thống. Chấp hành tốt các chủ trương chính sách pháp luật của đảng, nhà nước, và vận động bà con nhân dân phát triển kinh tế và ổn định cuộc sống. Phú Hồ Ngọc Quang, trưởng ban công tác mặt trận Bán Há, xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn. Đáy biên đồng cần dân chắc thần, bấu chỉ lên nâng cần cán bộ mặt trận sơ sáng các biên đồng cần dân, mà nhằng lên nâng ám cương, mưa lèn khám khó. Lên nâng cần tính, với cầu tức thức rú ti chiến trường Tây Nguyên. Hết lèo đầy via cáp Tổ quốc, phú tam mà lườn ao mìa và hết kín đông tường. Nghĩ bảng Tây Thống ra đề ón. Tỏ thong bày óc lúc mà, nơi tăng thong bày. Bố gia bố đều han buồn lại. Tăng thong cần đốt chai, thương điếp, cô bố đều bị ảnh hưởng do chất độc, dioxin. Cố chịu bán chấp mệnh, bố gia bố đã óc vang với gói hết kiến đồng tuần. Thè mì điều kiện trăm trường thong cần lúc. Cáp nưa sốc hecta ti đin đầy phú với khẩu trúc bu và trúc mày. Lăng lai pì với khẩu trúc cốc mày mùi, han chèn ao ma hết kiến đệ ón. Bố đã lân cháo với nồng cần dân đăng bán cùng hết theo. Báo chỉ hết kín tương tuần, bố nhằng lân cháo bên đồng cần dân tòng cấp trên. Công rành, thề hết tàng bê mà, hết tàng điện đương bán. Công trình điện hết lung tàng bê mà đương bán này trắng đầy hết đẻo và ao cổ dung. Tàng đẻo đều do bên tòng cấp của bên đồng cần dân bàn hã. Thế đáy việc bên này, bố quang đã thân từng lườn, lân cháo, bé căm. Thề bên đồng cần dân chắc rõ. Bố cũng tay tàu hết con đương bài việc băng hừa. Túc dồn lên, thề cùng đương bán. Hết lèo đầy công trình, hết lung tàng bên mà đông bán. Nhờ mì bài viết đèo lèn trách nhiệm của phú mà bên đồng cần dân chắc đầy rõ và hưa cằn hết. Mì đáy bàn hưa cằn hết của tàng pin hỏng mà bàn hã để hết đáy tham ti tàng tiện hết lung tàng bên mà đông bán, cắp tàng chơi lì, nưa thong xiên mét. Bà ti tàng bên mà số đông bán cùng đầy hết lèo và ao khổ sung, ngay hợp pin hỏng cần dân bên mà hưa cằn hết kín. Phải xác định được mình là người đại chắc đấy dân, lâu lên nâng cần thay nã hơn cần dân tới cầu tó chợ đảng chính quyền địa phương các biên đồng cần dân lâu lèo phải chắc đấy bài chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước nhất là các bài biên hỏng ti búng quầy nhất là bài biên hỏng nơi cần bảng tân tiến bên bài chủ trương chính sách của đảng lâu lèo phải chắc đấy vừa lên óc lại càng cũng lèo phải đúng các biên đồng cần dân lâu lèo phải bây giờ hết đúng bài quy chế dân chủ cho đồng bán. Làm hết ăn cắn cùng đèo phái bàn cấp cần dân, đáy biên đồng cần dân nhất trí, hứa cần hết.
tăng kể hết cả làm tàng đường hay đủ là với giải khẩu quyết hết vấn đề bài gì nữa, việc tranh cãi cả tất cả mong các cái vụ khói tranh chấp hòa rồi là giải cũng đều phải khiếu ngồi nại cố rồi bên là chủ trương chính sách của chúng đảng tôi hòa giải cũng với phải bên nắm đồng bất cần chủ trương dân chính sách của đảng, trắng chắc nói đáy thì và bưa bên dân đồng mới cần hiểu dân được, chắc giá mà khi dân ăn tê nhiều sẽ thì hứa cần dân hết. nhiều đồng tình ủng hộ. Văn hóa bị đơn tìm của bài biên họng chính bởi bài viết mệnh mà Phú Bùi Quốc Tuần dù đồng bán đồng phai xã Hợp Hòa huyện Sơn Dương kê đó đã đáy chất tiếp pizza tỏ bơ hư cùng nghĩ ra bài cách trương ngời bán giá trị văn hóa của biên họng lầu các ăn chơi thê bài ăn giá trị chân đầy của bài biên họng cần xã bấu bị mất vây tiếp tỏ hở bài tên lặng bài biết quá Phú đã xa chắc ghi chép đầy bài cam rưỡng nghi thức cấp sắc của biên họng cần xã mi bài văn Phú bày hàng chục cây số theo thân bài bán mi bài biên họng cần xã truyền thống tân cháo hợp biên họng cần dân chân ngòi bên bản sắc mưa truyền thống của biên họng lâu đối với tôi là thiết thực nhất là bà vận động bà con giữ gìn bản sắc khói đây đan cháo bên đồng cần duy dân trì những chân nền ngòi nếp bản của sắc ngày xưa văn để bà hóa sắc từ để lại vực con về teo và đoàn kết hết tốt đây trong mưa một cái bài cộng viết đồng cùng hứa đặc can hết biệt là kiến phát triển kinh tế đơn bài viết chân chúng tôi ngòi là bản duy trì sắc bản tại sắc đơn là bài nghi những cái ngày lễ từ bài những văn ngày tổng kết của đơn vị cầu mùa cầu mi màng phẩm ngày tổng kết của bài biên năm đồng cần dân mà thằng nấy cùng hứa can cho sinh hoạt hội chúng cháo tất bài cả nông bà con tuân lại đều bị trách cộng đồng nhiệm sinh hoạt cháo lúc lan nhắc lâu nhở là chân các ngòi hộ bản gia sắc đình đoàn có cái kết trách cùng hứa nhiệm can hết kiến bảo ban hết là quyển con đồng em bán mình càng văn càng đầy thứ mía nhất là giữ gìn bản sắc, thứ hai là đoàn kết để cùng nhau phát triển kinh tế cho nó được thôn xóm xây dựng thôn xóm ngày một cái tốt đẹp. Mì bài viết hơi gần hết của Phú mà văn hóa truyền thống của biên đồng cần xã đơn tăng địa bàn đã đáy chân hồi đây. Theo bên bài viết bố theo đáy đơn tây tổng của biên đồng cần xã đơn địa bàn. Phú bằng bài ăn kết tỏ bài giá trị của truyền thống. Cân này và biểu lăng này, kết tỏ văn này và biểu lăng này quá bên văn hóa truyền thống đăng ký đại Phú và biên đồng cần xã do đơn bán chân hồi hết đây. Bởi mì bài cần uy tín, văn khăm, gia chắc và lân cháo biên đồng cần dân chân ngòi bài giá trị văn hóa phi vật thể của biên đồng lầu mà bài viết chân ngòi văn hóa truyền thống của biên họng nói cần rút tuyên quang đáy đào hí hỡ thần cần này tuyên quang đang nghi tiếp thòng di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia mi lễ hội cho khan từ vực con tin ngưỡng dân gian nghi thức dân gian đây lai của bài ti đăng tính. Đối với ông Tuần ở Đồng Phai thì đây là một trong 8 người uy tín ở trong xã. Các Phú Tuần du Đồng Phai nảy lên nâng đồng quét cân bị uy tín của đồng xã. Người đồng Phú mì bài viết quảng cái các bài biên họng chú đồng mạnh tăng bài viết kiến và với cổ hết bài quy ước gương ước của đồng bán. Phú lại cần với cổ hết con tên nâng đồng bài âm cường tân cháo hơn lúc lan chân ngòi vừa bản sắc văn hóa của biên họng đâu. Tuyên truyền con cháu là gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc của dân tộc mình. Cả linh đã hờ hành việc tôi mứ bài cầm lên cháo theo kha tàng sơ dân lập sát đơn bán của bài cán bộ đảng viên từ đơn bán đã lập thúc dồn với đồng cần dân chắc đáy ban chơ của cần dân thê giải quyết tập bán mắc cầm bài viết khó đơn tây thống và âm cường mưa bài cần cán bộ sơ sáng các cần dân chắc tỏ dân đang tí tiếp tục mi óc luồng khóp thê càng văn càng mi đáy lai bài ăn tin thứng của biên đồng cần dân các đảng.